Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc công khai người yêu, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nàng ngọc nữ đình đám của showbiz Việt. Không chỉ được yêu mến trên sân khấu, mà đời tư của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề khiến dư luận quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải bức ảnh thân mật chụp cùng người cô gọi là người yêu. Trên trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi. Nữ diễn viên gắn thẻ trực tiếp tên của người đàn ông này. Cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi biết đó là chàng make-up Hà Duy. Được biết, Lê Nguyễn Hà Duy là chàng trai đứng sau sự xuất hiện lồng lộn của loạt sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Bảo Anh, Nam Thư, Hoa hậu Thu Hoài. Anh chàng này cũng từng gây bão mạng xã hội khi vô tình xuất hiện trong bức ảnh của Hồ Ngọc Hà với vẻ điển trai như sao Hàn Quốc. Lần mò vào trang cá nhân chính chủ mới thấy được không những sở hữu gương mặt tựa nam thần, Hà Duy còn sở hữu body 6 múi cuồn cuộn, cùng chiều cao chuẩn người mẫu. Sau tất cả thì đó chỉ là tình tin đồn, còn Lan Ngọc hiện tại vẫn đang lẻ bóng một mình và bận rộn với các dự án phim sắp tới.